Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Azep Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu đầm kiểu xuông A của lữ. Để cắt được mẫu đầm này, các bạn lưu ý giúp mình. Phần trên của mình là đầm cổ tim, sát lách, có đai ở giữa. Và phần dưới của mình là đầm xuông A nhé. Bạn khách này bạn cắt rộng hơn phần dưới so với mẫu đầm này một chút nhé. Thân trước của mình có 4 cái cúc, mình khâu cúc giả. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt phần trên của đầm trước. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn để cắt phần dưới và phần nót bên trong của đầm sau. Đây là số đo của mình, dài váy 105. Mình sẽ trừ đi 38cm của phần trên nhé. Rộng vai 36, vòng ngực 86, vòng bụng 70 và vòng mông 90. Để cắt được mẫu đầm này, các bạn mua giúp mình 1m2 vải và lót thì các bạn mua giúp mình 1m1, hổm 1m50 là mình đủ cắt nhé. Và với mẫu váy này, các bạn có thể dùng vải thô, cốt tông này, đũi này, xước này và gấm và nhiều loại vải khác thì mình có thể may được nhé. Hôm nay mình dùng vải thô, cốt tông nhé. Dài phần trên của mình, dài áo của mình là 38, các bạn cộng cho mình 2cm là 40. Gióng sang đây giúp mình luôn. Và cái phần áo của mình nhé, bạn này bạn không cắt rời cái phần sườn này mà liền nhé, thì mình sẽ so tầm 10cm ở cái phần sườn này, lối liền cho mình. Và cái này của mình không có hạ lách nhé, tí mình lối luôn từ rộng ngang cổ mình lối ra là vừa nhé. Các bạn lưu ý giúp mình này, từ phần đai này lên là mình còn tầm 10cm cả đường may nhé. Mình sẽ hạ đến đây cho mình, hạ cổ cho mình đến đây nhé. Ngang cổ bạn để cho mình 10. Nối xuống đây giúp mình. Hạ xuôi vai giúp mình 4cm. Rộng vai của mình là 36, bạn chia 2 là bằng 18. Để cho mình 18 nhé. Sau đó bạn lối lên cho mình. Chia giữa cái phần ngang cổ đi ra lối đây, đường vai này cho mình nhé. Tính giúp mình đường rộng ngang eo luôn. Vòng bụng của mình 70, các bạn chia 4 bằng 17,5. 17,5 các bạn cộng cho mình 3cm nhé. Là bằng 20,5 này. 20,5 các bạn cộng cho mình 0,5 là 21. 1,5cm đường may. Từ dưới này các bạn lấy lên cho mình 10cm. Nối ra cho mình nhé. Kéo vuông góc xuống này. Và từ cái điểm mà mình hạ vuông góc là các bạn lấy về cho mình 1,5cm này. Từ dưới này lấy lên cho mình 7cm nhé. Từ cái điểm này lấy lên cho mình 1cm lối xuống đây. Các bạn sẽ đánh cong lên cho mình này. Sau đó các bạn lối vuông góc lên cho mình nhé. Tính giúp mình ly áo nhé. Các bạn chia đôi đoạn này ra này. Tính từ điểm rộng ngang cổ này xuống dưới đây cho mình là 21,5. Đoạn này là rộng ngang cổ này. Từ điểm này xuống cho mình 3cm để mình lấy đầu ly nhé. Các bạn sẽ lối lên đây cho mình. Và ly của mình là 3cm nhé, mỗi bên là 1,5 nhé. Đoạn này các bạn lấy cho mình 0,3. Vậy là mình đang dẫn các bạn vẽ xong thân trước của đầm nhé. Các bạn lưu ý giúp mình này, cái phần vạt này nhé, của mình chéo ra này, bạn sẽ kéo ra nhé.
Cái chéo cho mình 5 cm. Và cái đường này của mình nhé, mình cắt đứt hết luôn nhé, mình cộng đường may rồi này. Các bạn mà không thích cái đoạn này nó nguyết hơi tròn thì các bạn có thể cắt vuông ngay cho mình nhé, vòng lên cũng được. Cắt sang thân thứ hai cho mình. Các bạn sang giấu cho mình cái ly bên đây nhé. Dài ly của mình là 16. Cắt xong thân trước, giờ các bạn cắt xong thân sau cho mình. Các bạn cắt thân sau cho mình nhé. Kẻ giúp mình 1,5 cm này, đường tra khóa nhé. Và dài phần thân trên của váy của mình là 40. Bằng thân trước nhé. Ngang cổ của bạn để 10. Lốm đây cho mình. Hạ xuôi vai giúp mình 3,5. Rộng vai của mình 18, các bạn tính từ điểm này nhé. Ra đây là 18 này. Ngang cổ của bạn chia đôi lối này cho mình. Giúp mình được rộng ngang eo nhé. Vòng bụng của mình 70, các bạn chia 4 là bằng 17,5. 17,5 các bạn cộng cho mình 2 cm của ly là bằng 19,5 cộng với 0,5 cm cử động cho mình là bằng 20. 1,5 cm đường may cho mình nhé. Sau đó các bạn lấy thân trước ra này, đặt cái phần thân trước ở đây cho mình, vẽ giúp mình nhé, theo thân trước là được này. Tính luôn đường ly cho mình nhé. Ly các bạn để từ cái điểm trong này, lấy vào cho mình 10,5. Dài ly lấy cho mình 16. Ly của mình là 1 cm. Đoạn này các bạn cắt lên cho mình 0,3 nhé. Sau đó các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này nhé. Cắt luôn cho mình thân bên đây nhé. Các bạn vẽ ly cho mình. Dài ly lấy cho mình 16 nhé, bằng thân bên kia này, mỗi bên cho mình 1 cm. Vậy là mình đã cắt xong phần trên của thân đầm nhé. Đai mình cắt thiên nhé. 6 cm này. Các bạn cắt cho mình đai thân sau trước nhé. Vòng bụng của mình 70, các bạn chia 4 là bằng 17,5. 17,5 các bạn cộng cho mình 3 cm đường may là bằng 20,5, cộng cho mình 1 cm cử động là bằng 21,5. Đai sau cho mình cắt cho mình là 21,5 nhé.
Cắt cho mình phần đai trước. Các bạn gấp đôi vải vào này. Trừ cho mình 1,5 cm đi nhé. Của đai sau này. Cắt cho mình. Cắt xong đai nhé, các bạn sẽ cắt cho mình tầm 12 cm. Các bạn nhìn này, ở cái phần đai của mình nhé. Có một miếng đáp tầm 12 cm bằng phần đai nhé. Và cắt cho mình một miếng thiên vải nhé. Một cái dọc một cái thiên này. Gấp tròn vào. Cắt đi cho mình. Vậy là mình cắt xong đai áo này và miếng đáp nhé. Giờ mình đi cắt thân sau và thân trước của phần dưới váy nhé. Các bạn cắt thân sau cho mình trước nhé. Cũng để dư cho mình 1,5 cm này. Các bạn cắt rời ra luôn này. Dài váy của mình 105, các bạn trừ cho mình 38 cm gần bằng 67. 67 các bạn trừ cho mình 4 cm đai nhé, nó còn bằng 63. 63 lại cộng cho mình 4 cm đường may là bằng 67 này. Dài chân váy của mình là 67 nhé. Các bạn gióng sang đây cho mình 67 này. Các bạn hạ mông giúp mình 18 cm này. Để dư cho mình 1,5 cm đường may ở đây này, đường tra khóa nhé. Tính rộng ong mông, rộng ong mông các bạn sẽ cộng cho mình là bằng 1/4 vòng mông cộng với 2. Vòng mông của mình là 90, các bạn chia 4 thì bằng 22,5 cộng với 2 cho mình là bằng 24,5, 1,5 cm đường may. Phần gấu dưới nhé. Các bạn lấy cho mình 25 và 1,5 cm đường may cho mình. Sau đó các bạn nối giúp mình này, từ đường rộng ngang mông xuống đường ngang gấu cho mình. Tính rộng ngang eo cho mình, vòng bụng của mình 70, các bạn chia 4 là bằng 17,5 cộng cho mình 2 cm là bằng 19,5 cộng 0,5 cm cử động là bằng 20. 1,5 cm đường may cho mình. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang eo xuống đường ngang mông này. Đoạn này nhé, các bạn dùng đầu vát và thước này vẽ lên cho mình. Các bạn cứ vẽ đâu rồi nhé, không tí nó bị bùng nhé. Từ đoạn này ra đây các bạn lấy cho mình 10,5. Nối cho mình. Ly các bạn để cho mình dài 14. Một cm ly này. Các bạn lấy cho mình 1 cm nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của đầm, các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Và cái đoạn ngang các bạn sẽ đánh lên cho mình 0,5 nhé. Đoạn dưới là các bạn xuống cho mình 1 cm. Cắt giúp mình. Các bạn sang dấu ly ra bên đây cho mình.
Ly của mình còn 13,5 này. Giờ mình sẽ cho các bạn vẽ thân trước của đầm nhé. Để cắt thân trước của đầm này, các bạn sẽ đặt thân sau lên. Từ cái điểm chà khóa này các bạn lấy lên cho mình 3 cm. Vì cái phần lẹp này của mình là lẹp giả này. Mình sẽ để 3 cm để tí mình may vào nhé. Mình sẽ tính lại đường eo thôi nhé. Từ dưới lên nó vẫn là 18 này, hạ mông cho mình vẫn là 18 nhé. Từ mép này ra đây lấy cho mình 10,5 là ly này. Dài ly các bạn lấy cho mình 14 cm. 1 cm của ly nhé. Mỗi bên này. Đoạn này các bạn cắt cho mình. Gập sang mặt phải cho mình này. Các bạn chia đôi cho mình nhé. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, phần ni khi mình mặc này. Nó chéo bên tay phải nhé. Từ cái mép giữa này các bạn lấy cho mình 7 cm. Kéo thẳng xuống cho mình. Cắt giúp mình rời ra nhé. Cái vạt dài của mình nhé, nó vát xuống này 1,5 này. Cái vạt ngắn của mình các bạn cắt cho mình bằng thân sau đi nhé. Các bạn sẽ lấy thân sau ra này. Đặt giúp mình phần sườn. Nên đây mình cắt nhé. Và cái phần sườn bên đây này các bạn đặt sườn của thân sau lên nhé. Với mình để dư 1,5 này, các bạn sẽ lối lên cho mình. Cắt giúp mình đi này. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong hoàn chỉnh đầm nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt lót nhé. Từ gấu các bạn lấy cho mình 10 cm. Hột lên 10 cm lót cho mình nhé.
Cắt lót này, các bạn hụt rút mình này, từ gấu lên 10 cm nhé. Đây là thân sau nhé, các bạn cắt rời ra cho mình luôn. Để cắt thân trước này, các bạn gập đôi vào nhé. Để cắt lót thân trước nhé, các bạn cũng trừ cho mình 10 cm so với chính này. Để thân sau lên và hụt cho mình 1,5 cm này, là mình được thân trước này. Cắt xong phần dưới thân trước và thân sau này, các bạn cắt cái phần trên cho mình nhé. Cắt đắp trước cho mình. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong đắp thân trước và đắp thân sau ấy nhé. Giờ mình sẽ đi cắt mùng để mình ép vào phần đáp này nhé. Trước khi đi cắt mếch nhé, các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn này vào này, 2 cm nhé. Mình không may ly ở lót nhé, thì các bạn cắt vào. Còn bạn nào thích may ly ở phần lót thì các bạn để cho mình. Các bạn đi cắt mùng để ép vào. Cắt cho mình đáp thân sau. Cắt cho mình đáp thân trước nhé. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong mẫu đầm kiểu dáng suông thời trang của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.